đi nhiều lần phải vào bệnh suy thận. Với những người khỏe mạnh bình thường, mỗi ngày sẽ đi tiểu trung bình khoảng 5-6 lần. Nếu uống nhiều nước, nhậu nhẹt rượu bia thì số lần đi tiểu sẽ lên 7 hoặc 8 lần. Nhưng mà mắc chứng tiểu nhiều, tức là sẽ đi tiểu nhiều hơn 8 lần, khoảng 9-10 lần hoặc hơn. Thường xuyên đi tiểu với số lượng nước tiểu thải ra có thể ít hoặc nhiều, không đều đặn, tiểu đêm nhiều 2-3 lần thậm chí hơn. Trước đây bạn không rơi vào hiện tượng này, chỉ là gần đây mới thấy, do đó không ít người cảm thấy hoang mang, lo sợ, băn khoăn, không rõ tiểu nhiều có phải bệnh suy thận không, bởi đây là triệu chứng đặc trưng của bệnh thận. Thực ra, tiểu nhiều có rất nhiều nguyên nhân gây ra, sử dụng thuốc loại tiểu, viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, hoặc nam giới ngoài trung niên có thể do bị tăng sinh tuyến tiền liệt, hay còn gọi là u sơ, phì đại tuyến tiền liệt. Ngoài ra, đi tiểu nhiều lần cũng là triệu chứng đặc trưng của bệnh lậu, chủ yếu lây qua đường quan hệ tình dục không an toàn. Dù mắc bệnh lý gì đi nữa, tốt nhất là nên đi khám, kiểm tra xác định nguyên nhân và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả cao.